Hai chiếc áo đặc biệt Hoa hậu Phương Nga mặc từ lúc bắt đầu phiên xử tới khi tại ngoại. Khác với tâm lý của người bị buộc tội, Trung Hồ Phương Nga luôn giữ tâm thế bình tĩnh, cùng nụ cười bí ẩn. Đặc biệt cô chỉ diện hai chiếc áo trong suốt 5 ngày xét xử. Những ngày qua, vụ xét xử Hoa hậu Phương Nga trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Những tình tiết ngày một gây cấn với những pha lật kèo từ bị cáo Hoa hậu Phương Nga với bên bị hại Cao Toàn Mỹ thu hút đông đảo sự quan tâm của giới nghệ sĩ cũng như độc giả. Khác với tâm lý của người bị buộc tội, trải qua hai lần hầu tòa tại phiên tòa sơ thẩm, lần 1 diễn ra vào ngày 21 tháng 9, 2016 và ngày 22 tháng 6 năm 2017. Trung Hồ Phương Nga vẫn luôn giữ tâm thế, bình tĩnh cùng nụ cười bí ẩn. Từ thần thái toát lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, những người theo dõi vụ án đều có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn mãnh liệt bên trong nàng hoa hậu. Chiều ngày 29 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho Phương Nga tại ngoại, đồng thời trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án lừa đảo 16,5 tỷ đồng. Ngay khi vừa ra khỏi tòa, việc đầu tiên Phương Nga làm là muốn đi ăn ốc. Chi tiết khiến cho nhiều người quan tâm đó là trải qua cả hai phiên tòa, kéo dài từ năm 2016 đến năm 2017. Phương Nga chỉ mặc hai chiếc áo, một chiếc áo màu hồng và chiếc áo kia là màu kem. Đặc biệt, chiếc áo màu hồng của Phương Nga cũng là áo đôi cô mặc cùng mẹ. Hình ảnh này đã thể hiện tình yêu thương và luôn sát cánh bảo vệ con đến cùng của mẹ hoa hậu. Nhiều người cho rằng theo góc nhìn phong thủy, Phương Nga sinh năm 1987, thuộc mệnh hỏa hợp với màu hồng và khác với màu trắng. Không biết có phải ngẫu nhiên hay không mà hoa hậu chỉ lựa chọn hai chiếc áo này, dù cũ, để diện kiến trước tòa. Sau hơn 2 năm bị tạm giam, nhan sắc của Phương Nga đã tàn phai đi nhiều. Thân hình cô ốm hơn và nước da cũng xanh xao, đen sạm. Tuy nhiên gương mặt sắc sảo vẫn luôn thường trực, ánh nhìn kiên định. Chiếc áo đôi màu hồng của mẹ con hoa hậu Phương Nga chuyện gà mái sù lông bảo vệ con tới cùng. Hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội Việt ngày 29 tháng 6 có lẽ là nụ cười tươi rói của hoa hậu Phương Nga khi được hội đồng xét xử ký quyết định tại ngoại. Sau hơn 2 năm tạm giam, trên chiếc xe áp giải, hoa hậu về trại giam Chí Hòa. Chiều ngày 29 tháng 6, Nga ôm bó hoa cúc tím đang bung nở vào lòng, đầu Nga nghiêng về phía mẹ. Cô áp má mình vào má mẹ như muốn tìm chút an yên trước bão giông cuộc đời. Có một chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa được nhiều bạn trẻ tinh mắt nhận ra sau khi xem bức ảnh hạnh phúc ấy, đó là bà Hồ Mai Phương, mẹ hoa hậu và con gái mặc áo đôi, một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt nữ tính. Bà Mai Phương từng đề nghị phóng viên tác nghiệp ở phiên tòa chụp ảnh hai mẹ con mặc áo giống nhau. Có lẽ người mẹ này muốn cả thế gian biết rằng dù ai có nói con là hoa hậu lừa đảo, mẹ vẫn bên con và tin con. Như khi mẹ con ta khoác lên mình chiếc áo giống hệt nhau, chúng ta là một, con vui mẹ hạnh phúc, con khổ mẹ chịu đựng cùng với con. Gà mái sù lông bảo vệ con tới cùng. Sau khi nghe hội đồng xét xử đồng ý cho Nga tại ngoại, bà Mai Phương không giấu được niềm vui sướng trong cả ánh mắt lẫn lời nói. Từng lời run run bật ra từ trái tim người mẹ chạm đến trái tim người nghe. Không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn như thế. Tôi nghĩ tôi giống một con gà mái sù lông nhiều hơn để che chở cho con. Tôi không mong muốn một cái gì hơn hạnh phúc được đón con về nhà. Mẹ luôn luôn là mẹ. Tôi nghĩ rằng đêm nay sẽ là một đêm trắng, nhưng là một đêm trắng hạnh phúc chứ không phải là một đêm trắng đau khổ như trước đây. Nếu theo dõi 5 ngày xét xử vừa qua, bạn sẽ thấy những lời khai bình tĩnh và rõ ràng của mẹ hoa hậu Phương Nga đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp con gái được tại ngoại để tiếp tục điều tra. Màn đối đáp của bà Mai Phương với người giấu mặt Nguyễn Mai Phương, nhân vật được cho đã tạo chứng cứ giả đẩy con bà vào tù tại phiên tòa, khiến cho người xem tin người mẹ này sẽ làm nên chuyện. Ánh mắt người mẹ nhìn thẳng vào hội đồng xét xử, bà kể rành mạch từng ngày, từng giờ, từng tháng mình gặp gỡ nhân vật Nguyễn Mai Phương. Trong những cuộc gặp ấy, mình đã nói gì, đề nghị gì với người phụ nữ cùng tên kia. Mặc cho người giấu mặt liên tục phủ nhận những lời khai của mình, mẹ hoa hậu vẫn khẳng định, tôi cam đoan những lời khai của mình trước tòa là đúng sự thật. Nếu không phải vì người mẹ này hằng ngày hằng giờ, hằng đêm thức trắng nghĩ về con, thì liệu bà có thể nhớ tốt đến từng chi tiết của những sự việc đã diễn ra dồn dập trong 2 năm đến vậy? Trao đổi nhanh với phóng viên sau phiên tòa trưa 26 tháng 6, bà Mai Phương cứng rắn nói, tôi muốn cô ấy, Nguyễn Mai Phương, cai hết tất cả hành vi cô ấy làm cả hành vi cô ấy dặn dắt tôi để chạy án. Tuy nhiên theo tôi, thứ nhất hành vi chạy án đấy là vi phạm pháp luật. Nếu tôi bị bắt thì sẽ không có ai thăm nom nuôi con. Do vậy tôi đã không làm. Tôi muốn cô ấy ở đây để trả lời về tất cả những hành vi cô ấy và Cao Toàn Mỹ đã gây ra. Không phải cứ có tiền là có thể bẻ cong công lý.
Bà Mai Phương chia sẻ rằng mình từng được Nguyễn Mai Phương gạ, chỉ cần bỏ ra khoảng 500 triệu 1 tỷ là có thể chạy án cho Phương Nga. Nhưng bà từ chối, linh cảm của người mẹ mách bảo rằng điều đó không an toàn. Người phụ nữ này không đáng tin, bà muốn cứu con gái theo cách mà trái tim người mẹ mách bảo, kể cả hành trình đó có khó khăn hay đơn độc. Cầm cùi tìm cách cứu con, dù từng kiện con ra tòa, mẹ luôn là mẹ. Nhìn gà mái xù lông bảo vệ con trước tòa của ngày hôm nay, ít ai ngờ chính bà Mai Phương là người đã viết đơn kiện con gái. Hoa hậu Phương Nga ra tòa vào năm 2011, lý do là tranh chấp đất đai. Ngày đó bà Mai Phương có hai lô đất ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, tổng cộng là 343 m². Bà có việc phải trở về Nga nên nhờ con gái mình là hoa hậu Phương Nga đứng tên hai mảnh đất. Tuy nhiên sau đó bà phát hiện một trong hai quyển sổ đỏ bị Phương Nga lấy đem bán lô đất cho người khác. Toàn bộ tiền mua hai lô đất đó đều là tôi do làm ăn tích lũy được trong thời gian công tác làm việc ở Liên bang Nga. Tôi chỉ nhờ con gái tôi đứng tên chứ không phải là tài sản tôi cho Trương Hồ Phương Nga. Không có văn bản nào tôi cho cháu hai miếng đất này. Bà Phương Nga kêu trời không tới khi cho rằng đã bị con gái cướp trắng lô đất. Dù đã nộp đầy đủ các giấy tờ quan trọng cũng như bản cam kết người làm chứng, nhưng bà vẫn tu kiện con gái bà. Thời điểm đó Phương Nga đã quen biết Cao Toàn Mỹ. Báo chí ngừng đưa tin về vụ kiện năm ấy, nhưng ai cũng hiểu một khi người nhà phải lôi nhau ra tòa thì mối quan hệ giữa mẹ con Nga cũng chẳng thuận hòa gì. Nhưng rồi khi con gái bị bắt và tạm giam trong suốt 2 năm, bà Mai Phương sẵn sàng vứt bỏ ấm ức năm xưa để trở thành người thân kề cận theo dõi, động viên, hỗ trợ con gái. Bà như suy sụp đến suy ngã khi biết con gái có nguy cơ đối diện bản án tù trung thân. Những ngày con gái ra hầu tòa, người mẹ vốn là kiệt sức vì con lại tự mình lấy hết sức mạnh mẽ đối chất trước tòa để chứng minh cho điều bà luôn tin tưởng Phương Nga không lừa đảo ai. Ngày lên tòa với con gái, tối bà Mai Phương lại lên mạng tìm đọc thông tin. 58 tuổi, ở cái tuổi đáng ra người ta đã được nghỉ ngơi và quen vần bên con cháu, thì người mẹ này lại cặm cụi tìm và chia sẻ những thông tin liên quan đến vụ án về con gái trên Facebook. Khi tìm thấy một góc nhìn mới hay một lời khuyên hay, bà liền lưu lại nó trên trang cá nhân. Ai cũng nghĩ bà Phương Mai làm vậy là để rộng đường dư luận, nhưng như MC Thảo Vân nhận thấy, ẩn sau những hành động đó là tiếng kêu cứu nghẹn ngào, đắng chát từ con tim, thấm đậm tình yêu thương của một người mẹ dành cho con, là sự chia sẻ để nỗi đau đớn, buốt giá trong lòng chị được vơi bớt đi dù chỉ một giây. Lời bà Mai Phương cũng là tiếng lòng của hàng triệu người mẹ khác, muốn con cái thấu hiểu, mẹ luôn là mẹ, mẹ không cần danh dự, không cần thể diện, cái mẹ cần là hạnh phúc cho con. Khi hội đồng xét xử đọc quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn với Phương Nga, bà Mai Phương đã không còn giữ được bình tĩnh, bà liên tục chắp tay nguyện cầu, khuôn mặt đầy những giọt nước mắt hạnh phúc. Khi quyết định được tuyên, bà Mai Phương cầm sẵn trên tay một con búp bê Nga xinh xắn chờ giây phút được tặng cho con gái yêu. Phương Nga được tại ngoại, nhưng hành trình chứng minh bản thân vô tội vẫn còn gian nan. Luật sư của Cao Toàn Mỹ được tại ngoại không có nghĩa là oan sai. Việc tòa cho bị cáo Trương Hồ Phương Nga tại ngoại là thay đổi biện pháp ngăn chặn chứ không phải là oan sai. Tòa trả hồ sơ để điều tra một số tình tiết mới do các chứng cứ đang mâu thuẫn. Cho tại ngoại không có nghĩa là oan sai. Trong phiên xử chiều nay, hội đồng xét xử đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung từ giam giữ sang cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Tòa cũng đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ các vấn đề liên quan tới số tiền 16,5 tỷ đồng mà ông Cao Toàn Mỹ đưa cho Hoa hậu Phương Nga, việc thông công qua các thư ni lông. Theo luật sư Trần Thu Nam, bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn Cao Toàn Mỹ, việc hội đồng xét xử cho bị cáo Trương Hồ Phương Nga tại ngoại là thay đổi biện pháp ngăn chặn chứ không phải là oan sai. Tòa trả hồ sơ để điều tra một số tình tiết mới do chứng cứ đang mâu thuẫn, chuyện giam quá lâu mà chưa làm rõ được, cần thêm thời gian xác định nữa, thì hội đồng xét xử có quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Phương Nga, luật sư Nam nói. Luật sư Thu Nam nói thêm, trong hai phiên xử ngày 27 và 29 tháng 6 đã xuất hiện thêm những chứng cứ mới, đó là những bức thư bằng ni lông để thông cung từ trong trại giam ra ngoài và từ ngoài vào trong của bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung với người bạn trai là Lữ Minh Nghĩa. Ngoài ra, nhân chứng mới của vụ việc, bà Nguyễn Mai Phương cũng cung cấp đoạn ghi âm tố bà Hồ Mai Phương, mẹ của Hoa hậu Phương Nga, chi 50 triệu để thông cung. Phải xác định có đúng những bức thư ni lông đó có phải từ trong trại giam ra hay không và có đúng thời điểm Nguyễn Đức Thùy Dung bị tạm giam hay không. Nếu thực sự có việc thông cung thì đây là vụ án mới, làm sai lệch hồ sơ và có thể khởi tố người liên quan tội đưa nhận hối lộ. Luật sư Nam nhận định, Phương Nga nói rằng giữa cô ấy và ông Cao Toàn Mỹ có mối quan hệ tình cảm, có hợp đồng tình ái, nhưng cô ấy không có chứng cứ gì chứng minh được. Từ email văn bản tới các hình ảnh của hai người, Phương Nga khai đã xóa hết email. Phương Nga
hay bất kỳ ai có thể đưa ra lời khai của mình, nhưng lời khai đó có được coi là chứng cứ pháp lý hay không thì lại là việc khác. Luật sư Trần Thu Nam nói và cho biết, trong khi hợp đồng mua bán nhà có chữ ký hai bên, ông Mỹ và Phương Nga, dù ông Mỹ không nhớ địa điểm, ký do thời gian dài, giao dịch nhiều lần và quá tin tưởng Phương Nga. Vì luật sư chia sẻ, quá trình tham gia bảo vệ quyền lợi của ông Cao Toàn Mỹ, ông chịu áp lực lớn từ dư luận. Dư luận thường quan tâm tới người yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người già, và họ cho rằng vụ án này có oan sai, đặc biệt là có liên quan tới đại gia và dân dài, nhất định phải có mối quan hệ tình cảm, nhưng tất cả chỉ là nhận định phiến diện. Ông Cao Toàn Mỹ tìm tới tôi và nói không chỉ là bị hại của việc lừa đảo 16,5 tỷ mà còn là bị hại của dư luận. Luật sư Thu Nam nói và cho biết ông đã nghiên cứu kỹ vụ việc này. Bản hợp đồng mua bán nhà không đúng pháp lý. Còn luật sư Phạm Công Hùng bào chữa cho bị cáo Trương Hồ Phương Nga cho rằng việc hội đồng xét xử cho hai bị cáo tại ngoại và trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án là điều hết sức chính xác. Cho niêm phong các chứng cứ mới chứng tỏ hội đồng xét xử rất cẩn trọng, tôn trọng sự thật công bằng, luật sư đánh giá. Theo luật sư Hùng, việc xuất hiện các thư ni lông từ trong trại ra ngoài và ngược lại cho thấy có vấn đề ở trại giam. Điều này cho thấy có sự chỉ đạo từ ngoài vào trong để yêu cầu bị cáo phải khai theo chủ ý của một nhóm người mong muốn. Từ đó chứng minh các bị cáo thực hiện một số hành vi là có sự chỉ đạo áp đặt từ bên ngoài. Xung quanh bản hợp đồng mua bán nhà giá 16,5 tỷ đồng mà bị cáo Phương Nga ký với ông Cao Toàn Mỹ, theo vị luật sư, các bản hợp đồng là không đúng, không có đối tượng hợp đồng, không có căn nhà cụ thể, mà chỉ nói chung chung là nhà ở trung tâm thành phố, ví dụ như quận 1 hoặc quận 3. Tôi coi đây là hợp đồng ví dụ, nhưng ẩn đằng sau đó là một giao dịch gì đó mà chúng tôi sẽ làm rõ trong phần tranh tụng. Tôi chắc chắn hợp đồng không thể thực hiện được giao dịch, mà dùng nó để làm chứng cứ buộc tội các bị cáo là không đúng, luật sư khẳng định. Cũng theo vị luật sư này, nếu có hợp đồng mua bán nhà thật, thì đó cũng chỉ là vấn đề dân sự, trong khi phía ông Cao Toàn Mỹ lại là hình sự hóa, bằng cách đưa ra công an khởi tố bắt giam Phương Nga. Nói về vấn đề nhân chứng, Nguyễn Mai Phương trả lời, trong phòng kính, luật sư nói đó là quyền của nhân chứng yêu cầu được bảo vệ, quyền quyết định là của hội đồng xét xử, tuy nhiên nó lại không công bằng với nhân chứng khác, như anh Lữ Minh Nghĩa và bà Hồ Mai Phương. Tôi yêu cầu phải công bằng với tất cả các nhân chứng, đã bảo vệ thì bảo vệ cả các nhân chứng khác, không riêng gì bà Mai Phương, luật sư Hùng nhận định.